Chào bạn, tôi là Hán Quang Dự. Tôi là một người cực kỳ đam mê nghiên cứu về bán hàng và bán hàng qua điện thoại là một trong những sở trường của tôi. Tôi muốn nói với bạn điều này. Điện thoại sinh ra là để giúp cho con người liên lạc với con người. Và với người làm nghề bán hàng thì điện thoại được sử dụng để giao tiếp với khách hàng. Tuy nhiên, có rất nhiều người bán hàng họ đang sử dụng điện thoại với những mục đích khác nhau và đạt được những cái hiệu quả khác nhau. Có người sử dụng điện thoại để giao tiếp với khách hàng nhưng tạo ra cảm xúc rất là tiêu cực cho khách hàng. Khách hàng cảm thấy rất là mệt mỏi, rất là ức chế. Thì chính xác lúc đó điện thoại là một hung khí. Tôi gọi điện thoại lúc đó gọi là hung khí bởi nó giết chết tương lai của người làm nghề bán hàng. Thế nhưng mà lại có những con người rất là tuyệt vời. Họ đang sử dụng điện thoại như một phương tiện giao tiếp cực kỳ tuyệt vời, giúp cho họ truyền tải thông tin đến những khách hàng thân yêu của họ rằng họ đang biết được một giải pháp gì đó giúp cho khách hàng của họ có thể giải quyết được những vấn đề của họ. Điện thoại lúc đó tôi gọi là một báu vật. Nó là báu vật bởi nó giúp cho người bán hàng phát triển công việc kinh doanh của mình. Và hơn hết, nó lại giúp cho người khách hàng giải quyết được vấn đề của họ. Nó có thể giúp cho cả nhà sản xuất bán được sản phẩm, bán được nhiều sản phẩm. Và nó giúp cho cả xã hội này phát triển lên. Điện thoại là báu vật, điện thoại là báu vật. Nếu bạn đang làm nghề bán hàng, bạn có thực sự muốn tôi giúp bạn biến chiếc điện thoại trên tay của bạn trở thành một báu vật giúp bạn bán hàng tốt hơn? Ok, tôi có một bộ video tôi quay rất chi tiết từng tí một để giúp bạn, ngay cả khi không biết gì, chưa biết gì về bán hàng qua điện thoại, thì tôi sẽ hướng dẫn bạn rất tỉ mỉ để bạn chỉ cần làm theo nó thôi. Bạn đeo tai nghe vào và bạn xem những video hướng dẫn của tôi. Tuyệt vời. Và nếu thực hành chính xác những gì mà tôi nói, bạn sẽ trở thành người bán hàng xuất sắc trong doanh nghiệp của bạn trong vòng 30 đến 90 ngày tới. Bộ video này được đóng gói rất là cẩn thận và chuyên nghiệp. Hẹn gặp lại các bạn tại khóa học tuyệt vời này.